Em nha. Ba. Ừ. Ơi. Ba. Mình cười. Ơi. Ôi, bác ơi. Người đang dặn ị này. À. Ơi. Bác ơi. À. Tên là gì rồi? Châm Anh. Trâm Anh hả? Vâng. Bây giờ Không, cứ gọi cháu Củ Đậu là được. Cứ đậu. Ê. À, đi chơi bác về. Đi chơi kìa, Đậu đi chơi không? Đậu đi chơi không? À, ơi, bác, ơi, bác. Bác. Bác ơi này. Ê. Ê. Ô, đi mất rồi. Ôi, thôi đi mất rồi.